Đây là cái máy giặt electronic mình vệ sinh cho khách. Bữa nay mình vệ sinh cho khách ở Vĩnh Thạnh. Máy giặt electronic tháo bung hết tất cả ra. Đây là cái lòng trong của máy giặt nó dơ như thế này nè. Các bạn, cái máy giặt này thì khách xài khoảng 2 năm. 2 năm, hơn 2 năm rồi. Nhưng mà kết quả là bên trong, bên ngoài thì nhìn rất đẹp nha, nhưng mà bên trong thì nó như thế này nè, rất là dơ nha. Đây, xương cá này kia nằm ở trong. Mình vệ sinh một cái máy như thế này là 400.000 một cái. Số điện thoại của mình là 0987395902. Bạn nào cần thì cứ liên hệ mình. Đường xa thì thêm tiền xăng nha các bạn. Mình thì ở Cao Lãnh. Tất cả này, mình rửa xong rồi nó rất là sạch sẽ. Sau khi mình rửa xong gì mình sẽ lắp ráp lại rồi mình chạy thử cho nó một lần. Để test máy. Đây là khi mình ráp lại ở đây, mình đang cho nó chạy thử. Rửa xong rồi là máy giặt của bạn như mới.